Quế Ngọc Hải, lỗi cá nhân thuộc về tôi. Phát biểu sau trận hòa 1-1 của đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trước Ấn Độ, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã nhận lỗi về mình. Quế Ngọc Hải sút 11 mét. Đội tuyển Việt Nam đã hòa Ấn Độ 1-1 trong trận giao hữu trên sân Thiên Trường, Nam Định, tối ngày 12 tháng 10. Ra sân trận đấu này, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có 79 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh vươn lên trở thành cầu thủ ra sân nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển Việt Nam và chỉ còn kém cựu tiền đạo Lê Công Vinh. Cầu thủ đá nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam, đúng 4 trận. Highlight trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ, Quế Ngọc Hải đá hỏng phạt đền. Đáng tiếc là Quế Ngọc Hải lại đánh dấu cột mốc đáng nhớ ấy khi sút hỏng phạt đền ở phút 11 và còn trực tiếp mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của đội tuyển Ấn Độ ở phút 53. Phát biểu sau trận đấu, anh nói, để kết quả hòa trước Ấn Độ chắc chắn không thể làm hài lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Toàn đội cũng đã rất cố gắng để thi đấu và dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ nhưng không làm được. Sau quãng thời gian rất lâu, đội tuyển Việt Nam trải qua phong độ không được tốt nên muốn giành chiến thắng để chuẩn bị thật tốt cho ASEAN Cup 2024. Vì đây có thể cũng là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào giải đấu cuối năm, anh nói thêm. Quế Ngọc Hải thừa nhận anh và đội tuyển Việt Nam phải cải thiện nhiều sau trận đấu này và hy vọng sẽ thể hiện tốt hơn. Chúng tôi vẫn còn khoảng 2 tháng nữa để hoàn thiện tốt hơn trước khi bước vào ASEAN Cup 2024. Nhưng cũng phải nhìn nhận các cầu thủ Ấn Độ đã thể hiện rất tốt trong trận đấu hôm nay ngày 12 tháng 10. Anh nói, Quế Ngọc Hải thất vọng khi sút hỏng 11 mét. Nói về hàng thủ không tốt của đội tuyển Việt Nam không chỉ trong trận đấu mà còn ở những trận giao hữu trước đó. Quế Ngọc Hải chia sẻ, đôi khi đội để lọt lưới trách nhiệm thuộc về hàng phòng ngự rất lớn. Chắc chắn các cầu thủ hàng phòng ngự cần phải nỗ lực cải thiện trong thời gian tới những thiếu sót. Hạn chế của từng cá nhân cũng như hệ thống phòng ngự của toàn đội. Đây cũng là trận đấu Quế Ngọc Hải trở lại với vai trò đội trưởng. Nói về cảm giác của mình, anh chia sẻ, thật sự dù có là cầu thủ trong ban cán sự hay không, việc được thi đấu và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam mới là điều quan trọng nhất. Tôi nỗ lực cố gắng thể hiện thật tốt vai trò của mình cũng như động viên anh em. Nhưng hôm nay tôi có một tình huống sút hỏng phạt đền và tình huống dẫn đến bàn thua của toàn đội. Lỗi cá nhân thuộc về tôi. Đó là điều đáng tiếc nhất. Vì thế, tôi phải cố gắng và nỗ lực để cải thiện trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi Ê anh và đội tuyển Việt Nam có muốn nói với người hâm mộ sau khi kết thúc loạt trận giao hữu, Ê Quế Ngọc Hải nói, Ê trận đấu này toàn đội rất quyết tâm. Từ huấn luyện viên trưởng đến ban huấn luyện và tất cả thành viên. Vì quãng thời gian qua đội tuyển không có thành tích tốt để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng dù sao trận đấu đã kết thúc và toàn đội cần phải nhìn về phía trước để cố gắng cải thiện hơn nữa. Hy vọng giải đấu vào cuối năm, mọi người sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa, thể hiện tốt hơn nữa để mang đến một niềm vui lớn cho người hâm mộ.